bạn có duyên với Phật mới gặp được video này. Hãy để lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, bình an và may mắn luôn tìm đến với bạn và những người thân yêu của bạn. Bạn có duyên với Phật mới gặp được video này. Hãy để lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, bình an và may mắn luôn tìm đến với bạn và những người thân yêu của bạn. Bạn có duyên với Phật mới gặp được video này. Hãy để lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, bình an và may mắn luôn tìm đến với bạn và những người thân yêu của bạn. Đây là video tâm linh. Nếu bạn thả tim, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Nếu bạn theo dõi kênh, may mắn sẽ theo bạn. Nếu bạn để lại bình luận, tài lộc sẽ đến với bạn. Nếu bạn chia sẻ video này, bình an sẽ đến với gia đình bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là video tâm linh. Nếu bạn thả tim, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Nếu bạn theo dõi kênh, may mắn sẽ theo bạn. Nếu bạn để lại bình luận, tài lộc sẽ đến với bạn. Nếu bạn chia sẻ video này, bình an sẽ đến với gia đình bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu con có duyên gặp điều này đừng vội lướt qua, hãy để lại câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cho ai thấy video này sẽ bình an may mắn và hết bệnh tật, ấm no hạnh phúc.